Chào cô chú anh chị và các bạn đã xin kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Cả nhà. Buổi chiều hôm nay thì hai chị em của Như sẽ chỗ tài làm món bò nướng lá lốt cho ba mẹ với lại cô Tư ăn. Thì Quỳnh Nga sẽ đi vô nhà cô Tư để xin một ít lá lốt nha. Nhà của cô Tư của mình thì có trồng lá lốt nè. Hôm trước trồng nhiều lắm, như cậu Tư cũng phát hết mớ. Xin mớ lá lốt nha. Cô Tư hú. Nhà cậu Tư trồng nhiều loại lắm luôn á. Nè, lá lốt nó mọc ở trong kẹt nó kìa, lá tốt ghê. Hồi trước nó nhiều lắm, cái này thì nó bò nhanh như lắm luôn á. Mà cô Tư mới dọn dẹp vườn á cả nhà. Ủa, cô Tư vẽ cho con thôi nhỉ? Có lá lốt đây nè nha, lá non đây nè. Ở ngoài này con thấy nó con nhóc trên nè. Rồi, rồi cô Tư hái luôn hả? Dạ. Rồi, nhiêu đây cũng còn hái thêm mớ nữa. Rồi, hái thêm mớ nữa đi. Dạ. Rồi vẽ lá cách nữa, lá cách bên mã ngoại con á. Lá lốt này nó bò dữ lắm. Có hả cô Tư? Có bẻ luôn. Dạ. 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 Lá lốt này thì nó bò nhanh dữ lắm, tốt dữ lắm luôn. Trồng một giây thôi là nó bò nhóc chứ. Cô Tư bẻ cho một đống. Nhiều lắm mà cô Tư không bỏ bớt, ông mới dọn dẹp vườn. Này lá này này. Bò lá thì mình nướng lá lốt hoặc lá cách. Lá nào cũng thơm chứ không? Không? Đi qua bên đây mình bẻ lá cách đây ha. Bên đâu? Qua lưng nè. Rồi. Ở đây là mới rau canh chua nè. Nghe rau cằn hết nha. Lá cẩm nha nè. Cần nấu canh chua của này lá cẩm đi. Lá cẩm mà mình nấu cái màu màu tím để mình làm rau câu, mình làm bánh tét thôi cô chú anh chị. Cái màu tím á. Đó, bé đen của mình. Trời ơi, cái nhà của cô Tư có nguyên một cái vườn nhỏ luôn. Đủ loại cây hết chưa? Lúc trước ông hai còn sống, ông hai trồng nhiều loại lắm luôn. Vừa ngắt ra thôi mà nó hôm thấy sợ luôn á chị. Để lá non thôi. Lá cách hay lá tốt, lá lốt á, ăn đều tốt cho sức khỏe chứ. Lá lốt á, mình thấy người lớn thì thường người ta sắt ra, người ta nấu với nước nóng, nước sôi. Rồi người ta ngâm chanh, trị bệnh xương khớp. Đồ trái chanh trái nhất chừng. Có vườn nhỏ gì hết luôn nha. Trồng được đủ loại rau. Đủ loại chưa? Có chanh. Chanh trái cũng nhiều lắm á. Như đây là cũng được nhiều lắm rồi. Đây. Nhiều rồi. Chiều nay hai chị em không có đi đâu. Mình là ở nhà chỗ tài làm món này cho ba mẹ ăn. Ừ. Nghe cây đó là cây... Ủa cô Tư, cây đó là cây môn hay là cây bạc hà? Bạc hà tím hả? Bạc hà tím thôi. Dạ. Nhìn tướng cây chơi môn luôn. Bạc hà tím mà nhìn lạ quá. Cái sinh động nó cơ. Sinh động tay thỏ. Thấy thấy không, người trên mạng ăn cái này được này nha. Không biết mình có ăn được không á. Sinh động đẹp không? Ăn ngoài để trồng chân cho đẹp vậy thôi chứ đâu có tác dụng gì hả ta? Không biết. Đây cây mía. Thì mía u nu luôn. Thôi mình hẹn cắt nước luôn. Mình chưa mía cắt nước luôn. Cạp nổi không? Giờ cô Tư nói cạp nổi, cô Tư cho. Đi đen ơi. Nè, ở đây có một cây đu đủ. Nhiều trái luôn, cô Tư hay hái lên cho nhà mình đó. Rồi, vậy đi về hết nha. Rồi, cảm ơn hai cậu Tư. Dạ. Nhìn vô thấy trống trơn à, tưởng cô Tư dẹp hết trơn rồi. Dạ. Đen ơi, ra đen ơi. Rồi giờ Như sẽ đi qua bên nhà ngoại đang hái thêm mớ lá cách nữa. Cho chỗ này hơi cao nên ba chặt xuống, quặng xuống cho Nga nó hái. Thấy dùng cây quặng xuống. Lá này già quá, cái cây này nó không được non. Không có non như của cô Tư giống thôi nha. Tại lâu quá mình không bẻ nó. Ủa nó già. Ba chồng hàng mướp ai gặp cũng trầm trồ. Rồi chồng ba mình trồng hàng mướp thì trái bự bự không. Đây là hàng mướp đầu tiên của ba mình trồng thành công. Này là giống mướp hương nha cô chú anh chị. Cái mướp nó dài vậy luôn, rất là dài luôn á. Một trái vậy thì mình có thể nấu được một nồi canh luôn. Thì cắt đi mà. Người ăn trái hả? Người ăn trái. Ăn với Thảo. Được rồi, cái này để già hổ. Nữa. Không có nở cắt luôn á. Thôi rồi. Mà. Hả? Hết đâu. Quá thích luôn. Nhà mình hồi đó giờ trồng đâu có cây nào mà kiểu lần như trái xung xê như đâu, lần đầu tiên luôn á. Nó còn non. Mướp này thơm dữ dằn. Mướp hương mà.
nấu canh với nó trời nha anh em trời. Mẹ còn cháy đó để đi mẹ, mai mốt mình ra hả mẹ. Đặc biệt nha, mớp này mình nấu với lại cá lóc hoặc là tép á, tép gông á. Chiều nay để mơ mình nấu. Cái này cho bà ba cho mình bẻ xuống liền mình nấu ăn đó mấy không? Mình nấu với cá lóc hoặc là tép gông á nó ngọt lắm luôn á. Anh quá của ba nó mát. Cảm gà nó bị thiếu phần chứ thôi hả, cháy đùm đề đùm đề. Đảo rồi. Rồi vẽ ra cách tiếp nè. Đủ đó cách chưa nha? Đủ rồi đó, một gỗ rồi nè. Đâu. Nè, như đây đủ cuốn cho gia đình mình ăn trước rồi. Rồi giờ mình vô trong mình bắt tay vô làm ha. Rồi, đây. Món bò nướng lá lốt thì như có chuẩn bị nè, 1 kg bò. Mua cái loại mà dụng dụng như nè cô chú anh chị mình bằm ra cho nó ngon á, béo. Nó béo nữa. Rồi có mỡ có thịt luôn nè. Thì mình mua cái loại dụng gì thì nó rẻ hơn cái loại thịt nguyên. Này sáng mua. Dạ chỉ có 100 ngàn ký thôi. 100 ngàn. Nè có mỡ gì là bằm béo chứ còn mua nạc. Ra là mình mua thêm 1 ký thịt ba gọi nữa. Thịt ba gọi cũng ngon quá mà. Rồi. Có khóm nè. Khóm này Quỳnh Nga mua nhiêu Quỳnh Nga? 2 ngàn trái đó. Thành, đây là phải nói là cái thành quả của Quỳnh Nga là cái chiến tích là mua được 2 ngàn một trái khóm. Quỳnh Nga quất 4 trái luôn, 5 trái luôn, ăn hết trái. 5 trái ăn hết trái, ngọt nghe. Mình sẽ ăn kèm với rau sống nha. Có tí tô, rau thơm nè, dưa leo. Đây như có mua một ít tinh hỏi á. Tinh hỏi đây chút xíu mình ăn kèm mình cuốn rau chung nè. Cái này là lá cắt với lá lốt thì chị Hai Giang như mới đi hái hồi nãy nè. Rồi giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đặt tiếp mẹ, ra cách xịt hạt cho tao nè. Dạ. Có cái gà luôn. Ừ, cái gà bỏ lại, bầm cũng được. Rồi anh vô đặt dao tiếp. Dao phụ. Hồi sớm giới thiệu có cô Tư nữa mà tao mới chảnh rủ cô Tư xuống chơi mà cô Tư đi đặt chớm nè. Hôm nay cô Tư vô nghề lại rồi. Không chờ nghỉ Tết. Vô vụ rồi. Đó, cô Tư nghỉ từ cái đợt mà nước nổi đó. Nghỉ ra lâu. Tại cái đợt đó cô Tư nói lục bình nó ngoài sông nhiều quá, ngoài sùng ra không có được. Rồi cô Tư bỏ luôn tới giờ, giờ lấy ra sữa đi chứ. Để cho về bữa coi cô Tư lấy cá im im thôi, mình đi heo mình quay đi. Rồi cô Tư dở cũng giống chúng cá khủng luôn. Mẹ cái lá tí tô này nè mẹ, bộ hẩm của ăn không được mà giờ ăn được rồi thấy nó ngon mẹ. Cái chua chua dễ ăn quá. Tí tô này ăn được rồi đúng. Tốt lắm á. Mà nó kẹp với mấy cái rau khác thì con ăn chung được nha. Mà con ăn mình nên nó lẻ lẻ không thì ăn không được. Nhiều người hơi hăng. Dạ. Nhiều người ta nói là cái lá tí tô nó nấu nước uống cũng tốt lắm mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Uống gì bệnh gút á. Mà ba của hẩm nó uống nó mát rồi thấy nó sốt quá. Nó đi vệ sinh muốn chết. Mát quá. Mát. Người ta nói mình đâm ra mình lấy cái xác lá mình đắp lên chỗ mà vết thương gút á. Là nó lạnh á. Dạ. Nó đẹp. Rồi mình làm bò nướng cô chú anh chị mình mua thêm một ít thịt heo và thịt bò gỏi á, nên bằm chung cho nó béo. Nếu mà thịt bò không thì nó bị khô á. Như thịt bò mình nướng thì nó bị khô. Đúng không? Dạ, cái thịt đó là tham mà để bả tiêu xanh tiêu nhiều quá. Không đâu, không có nào quá. Ăn chỗ nào rồi cuốn nào cũng kiếm tiêu nha. Mẹ đừng để tiêu luôn mẹ. Thôi mình để tiêu vô chắc không. Mà tiêu mình để vừa phải thôi. Vừa thôi, không phải để mà nó để vừa không. Chứ là tham để quá nhiều. Bò bằm chắc phải lấy dao bén á mẹ. Chứ dao lục lục bằm rồi chắc không mẹ đi. Mới đầu tư cái dao nè. 100 ngàn hả? 100 ngàn. Bén không chứ? Dạ. Rồi, miếng thịt nó gọi này nãy con thấy xong mà thịt nhiều bây giờ rốt cuộc con làm ra thấy mỡ nhiều hơn ba chỉ đó nha ba chỉ thì thấy chỉ mỡ nhiều hơn mỡ nhiều hơn hai chỉ mỡ hai chỉ mỡ hơn chỉ thịt mẹ cô thấy người ta nướng mỡ chài là nướng sao mẹ hồi đó giờ mẹ cũng chưa có làm mỡ chắc chài. Mua miếng chài mỡ chài sao heo quá mình mỡ heo mà heo đó giờ con ăn chứ ở tiệm bán chứ con cũng mua miếng mỡ chài heo nó gần sao. Đây là cái phần thịt mà mẹ cũng như nó bằm xong rồi nè cô chú anh chị. Thì như sẽ cho thịt bò với thịt heo mình nhộn chung đây nha. Cũng nhiều quá ta. Hết hai cái này cũng 2 kg rồi. 2 kg á. Dạ. Rồi như cho sa tế vô nha, sa tế cơm. Cho sa tế vô thì nó thơm lắm. Cho một ít dầu hào vô. Cái này là cái chú bán đồ niêm á, chú chỉ mình ướp dầu hào á, mình cho đường vô. Mình chỉ. Bột ngọt. Ướp thịt bò thì nhà Như thường ướp bằng nước tương á, cái thịt bò mình nó đỏ. Mà nước tương nó không có bị mặn quá nữa.
sau cùng là mình cho tiêu vô. Đó, cho vừa vừa tiêu ha. Nó hấp dẫn quá ta. Thơm quá. Cái này mình bầm ít đậu phộng mình để vô được không ta? Đậu phộng hồi mình gứa lên trên ha. Thơm quá mẹ ơi. Thơm à. Chưa gì hết mà thấy thơm nè. Có dầu hào vậy chắc nó mềm á. Để mình nấu sớm cho. Dạ, hai cái gì? Dạ. Rồi, cuối cùng là Dư sẽ làm cái nước chấm nha. Mà bấm niêm. Rồi Dư thử tỏi cho vàng, Dư cho khóm vô. Còn khóm thì mình nạo nhuyễn nè, mình cho mình thử trước. À, mình thử cho nó cái khóm nó thơm lên đó cô chú anh chị. Rồi Như sẽ cho mắm nêm vô nha. Ăn hay không cũng phải nhờ mắm nêm đó. Rồi hết luôn. Mua cho mắm nêm nhỏ. Rồi Như sẽ nêm nếm vô. Mắm nêm thì nó có độ mặn rồi, mình nên cho đường với lại bột ngọt thôi, mình khỏi cần cho nước mắm hay muối gì hết trơn. Rồi Như cho chút xíu bột ngọt vô nha. Rồi mình nêm thí dụ mình còn mặn quá thì mình cho vô ít nước lọc nữa. Đấy, hơi đặc rồi. Cho ít nước vô. Cái lẩu mắm này nè, ai ăn được thì thấy nó rất là thơm. Còn nhiều người mà không thích được cái mùi mắm là lúc nào cũng thấy nó hôi. Sáng dì Hạnh nó gặp tiếp mẹ bà nói trời tự nhiên tao thèm mắm sống mày. Trời tôi nói bà đau mà dám ăn mắm sống. Cái bà nói đâu có, tao ăn buổi sáng chưa đã, còn mấy con buổi chiều tôi bứt luôn. Mắm sống người yếu yếu ăn mà dễ bị bệnh. Bà nói thèm mắm sống vậy thôi, tao mua mắm lóc á, tao ăn cho nó ngon rồi sao mà muốn mắm có linh, xương không. Trong thời gian mà để nằm nữa cho mắm nêm của mình nó chín lên nó sôi á, mình cuốn tiếng cái được. Nhiều à, này nó cuốn ra nhiều mà. Rồi, cái lá lốt của cô Tư nè. Nhiều không? Cô Tư giống chọc nhiều. Cô Tư cái này đốt cũng hết rồi. Yeah. Còn mấy lá. Nãy vô cô Tư cắt sẵn cho nó. Hàng chi phải hái mương cua cái chất này. Rồi, ướp mấy thịt lên nó cũng đỏ ha. Rồi mình cuốn nè. Đỏ làm nhà có sao tới. Cái lá bự dễ cuốn hơn nè. Ừ. Nó nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ, mấy cái sắp làm 2 cái 2 miếng. Lá này ăn lên thuốc lắm nè, bởi vì tiệm bánh xèo nào giờ người ta cũng có. Ta cũng hái cái lá này, lá non, ăn với bánh xèo. Cũng lá lốt mà cũng có lá cắt kìa. Thật thơm. Có xả rồi xả tế nè. Thấy ớt dầu hào chắc nó mềm à. Cái mùi bánh nêm nó hực lên nó thơm. Chị không nổi luôn á mẹ ơi. Cuốn nào nhỏ, cái lá nhỏ quá chứ cuốn hai cuốn đó. Mẹ cái bò cuốn lá lốt này nè là mà bé con. Còn đâu chạy lên thì mua quà ăn lên mình quà. Nó bà nó đắt đắt quá nè. Rồi, có lá này khổng lồ như cái lá chậu không nha. Này hao thật dữ à. Nhiều dữ rồi đó. Trời trời nó cỡ bằng tay luôn á nha. Rồi như gớm. Lá bự cuốn mới đã rồi. Rồi đúng luôn luôn. Còn bẻ khớp đồ vô được, còn lá nhỏ cái khớp vô cái không có được. Dạ. Vậy đó nha, mà con vô lửa cái nó héo lại cái lạnh là được à. Xã nãy ông hai gặp mấy trái mớt cũng ham rồi. Xin đi ăn chốc không? Ừ. Vậy mà cho trái thì không lấy xin hạt giống trồng vậy đó. Ai cũng ham hết trơn, cũng bẻ hết, rồi đâu có để tới già, có để già trái nào không? Cái gì mẹ? Để già ương á, ương giống. Mà thôi xin múc á, múc nhóc. Hạt giống nó không múc cũng cho mà. Ừ, sáng đem xuống rồi mấy trái đậu rộng. Chúc con nướng lại gai ha. Ừ, nướng lại gai. Nướng đi. Chứ để lâu à. Nước này nữa là mình có thể ăn được rồi. Này, món này cô Tư cũng thích nè, mà không có Tư cô Tư cũng buồn. Món này cũng phải có kinh nghiệm nha cô chú anh chị, làm nó khác luôn á. Cái đó hang nó
phải thiệt là gũi mới được thành công hay không. Để để con để con đè xuống cái mí nó xuống cho nó tóp vô là nó dập lên. Chạy ngang được mà bây giờ sao đau quá không giờ. Đợt chú đó không bị té không nè? Ừ, nghiệp ổng té đổ ba đồ bán ba đồ ra cửa nhà mình chứ là già lớn tuổi rồi chạy xe rồi tụi nghiệp ổng ghê nhà mà còn phải mưu sinh. Thằng nó bắt giữ rồi nha Ly, chở tiếp nha. Chở tiếp hả? Chở tiếp đi rồi xóa khét quá. Hay gì cũng hấp dẫn quá ta. Thôi xấu xấu thì mà ăn chắc cũng ngon. Để thử cho. Thử đi. À, chín thử cuốn đi. Để đường đường. Là đổ dịch mình cho. Ủa. Ủa. Nó lá cách cái hôm. Ừ, lá cách cái hôm hơn nó lót à. Đúng rồi. Nó chắc bẻ không là nó cái hôm. Này lấy ổn mì nhét vô được rồi. Mặn mưa nữa sao ổn mình chứ gì. Nghe là chín là nghe nữa nè. Nghe nữa nghe nữa. Ừ, ghê luôn. Khỏi trắng luôn ăn thử. Cái mì nó thơm dữ kìa. Không không. Không, không hổ rồi. Hổ. Ừ. Cái mềm ngon mẹ ơi. Ngon không? Nhưng mà tiêu hay cay nha em. Ý mà nãy nãy xịt ít rồi đó. Biết làm sao không? Mình để sơ thế với lại dạ. Là cái sơ thế mình thử sao đó. Này hơi cay à, hồi mẹ la làng nữa nè. Hơi cay. Mùi thơm, vừa ăn. Ngon nè. Nướng mà ngồi ăn vụng gì nó mới ngon nè. Cái ngồi bưng ra cái hết ngon. Thật mình nấu đồ ăn á, cái lúc mà mình ăn vụng rồi đó nó lại ngon hơn là cái lúc mà mình cái bàn mình ăn á. Còn cay nha mẹ, cay lắm. Cay lắm mẹ ơi. Để sợ thế quá nhiều rồi. Bình thường con cũng ăn cay lắm, bữa nay con thấy cay là biết dữ lắm rồi đó. Hồi nãy con sợ, con nói tiêu ít thôi nghe, sợ cay quá ăn không nổi. Như bánh xèo cũng vậy, mình đổ, ai đổ cho mình ăn ngon. Mình đổ cực quá. Nhưng mà món bánh xèo mình bày ra mình làm ha, mình đổ rồi tới lúc mình ăn hết nổi. Cực hết quá. À, cuối cùng thì cái món bò nướng lá lốt nhà mình cũng hoàn thành xong rồi nè. Vừa mới nướng xong luôn. Múc ra đi nha. Cô Tư đang vợ đang sửa giớm không á mà nghe cái mùi thơm chạy vô luôn nè. Tưởng bữa nay cô Tư tưởng bữa nay cô Tư không được ăn rồi chứ. Thì bác sửa mấy cái giớm đó con. Nãy chị Như nói cái món này cô Tư cũng thích lắm nè. Mắm nêm kẹo quá ha. Cô mè cô đi nghĩ cái mùi nướng này cũng lợi hại đó chứ. Nghĩ thêm cái mùi mắm nêm đó nè. Sửa được mấy cái giớm này chị ta? Được 4 cái rồi. Cái đó chừng nào mới dở được hả chị? Sáng dở, mình làm rồi là sáng dở. Vậy đó hả? Ngày mai chị có dở cho hay coi. Cô mới để đi đám rồi. Dạ. Để chị dở sáng hay vậy? Chị dở sáng. Tại xay nước rồi đó. Cuốn này hoành tráng dữ à. Chừng nào đi giải tao thì sao giải? Mới đưa là để ngưng đi đám đây rồi bắt đầu giải. Mình chơi ra vô ha. Ba cuốn gì vừa cuốn bưởi. Không bao giờ nhỏ được. Ý là ít gạo đó. Không phải dễ gạo. Đây để Tư để tới giờ cũng Tư để hả? Giờ có rồi mời cả nhà nha. Biết ai cũng ngon biết không? Mời cả nhà. Rồi mời cô chú anh chị cùng dùng luôn nha. Đỡ cuốn có uống gì không? Mời cô chú anh chị nha. Dạ, con làm thích đó. Đây chấm miếng mắm 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 nêm. Nó thơm mà nó béo. Dễ ăn ha. Cô Tư ăn được không? Thấy cay không cô Tư? À,
con thấy được chứ không cay. Nãy con mẹ ướp con để thêm sa tế vô. Rồi thấy ăn được. Ăn cái miếng thơm nó ngon. Chấm mắm nêm ngâm này trời nó thơm nó dễ ăn sao đó. Chua chua ngọt ha. Tại vì mình có đẩy cái khóm vô á. Khóm nó có cái độ chua. Khóm ngon. Cái bánh tráng thì cũng được, bánh tráng kia cũng sao bể hết trơn. Bánh tráng là bánh tráng gì không? Bánh tráng là xương lên đó. Đốt sa tế không? Hả? Có mùi thơm à. Quá vậy nó thơm. Thơm mùi sa tế nè. Nó đậm đà. Bánh tráng này ngon. Mình ăn với bánh hỏi. Có khóm nè, có khóm kèm vô chua chua không thơm. Mình có như mình để chú chát với lại khế á, ăn cũng ngon. Này thiếu chú chát nha. Đúng rồi, thiếu chú chát. Ăn chúng miếng khóm nó thơm mà nó vừa béo. Cuốn gì ăn mới đã nè, chứ mà mua tiệm cái cuốn nó nhỏ xíu. Cuốn nó ăn nó không đã. Nói chung là mình thèm gì mình mua về nhà là chắc ăn. Chắc cuốn. Mình ăn một lần mình ngán luôn. Cái manh này bán được đó mẹ. Được không chị? Cái mâm này bán nhiều tiền lắm. Cái mâm này mình mà mua chắc cũng nhiều tiền lắm rồi đó. Nhưng mà mua không mà có thấy là như lâu mình thèm mình mua ăn á, nó ngon miệng hơn là mình làm á, mình làm cái thấy nó cực á. Rồi tới lúc ăn là thấy mệt mỏi á. Nhiều quá ngán á. Còn làm nhà ăn nó ngon. Lên nhà thì học khẩu vị không? Nêm nếm nó vừa. Vừa ăn vậy. Gấp bò thêm vô cô Tư kìa nha. Có nè, có cô để cái vậy gấp luôn. Cái đỏ là lá lá nó tí tô ăn thuốc á. Ai con quên để miếng bánh hỏi mời cả nhà. Ngon. Cái cuốn cả màu cũng không có nhỏ được. Nhớ con chú anh chị nhìn nè, miếng bánh hỏi gì, miếng khế khế, miếng dưa leo bự gì. Cô để miếng kém gì? Ngon. Bữa nay mình ăn bánh hỏi đi, bánh hỏi với lại bò nướng đi, khỏi khỏi ăn cơm. Có ngọt rồi mẹ. Ừ. Làm như nhầm trái vậy thôi, lại có trái mẹ thấy chua. Còn mẹ ăn chấm bên này nó hợp vậy đâu có trời. Bò mà chấm với mắm nêm nó hợp. Mắm nêm nãy vừa ăn luôn nha. Tự làm luôn nè. Tự làm hết luôn. Cắn phát nào đã sắp đó. Nếu mà ăn được thì coi làm cái xe cho Nga đây. Đẩy ra trường học đó bác. Cái mày đẩy hết nổi rồi. Ngày bán bánh mì con xuống dưới vỉa hè đó con bán chắc thầy sẽ sợ rồi. Bán vỉa hè hay bị công an gượt á. Rồi chạy bỏ xe rồi. Cái này nó giống giống mà từ từ mấy người mà bán này á. Ừ đúng rồi. Cái này ha mình mua ổ bánh mì nè, mình chẻ ra mình để tương ớt nè, rồi tương ngọt vô, rồi để dưa chua với miếng dưa leo vô nữa. Bánh mì thấy gì bán buổi trưa đắt lắm luôn á. Ngon quá chắc là lát còn móc xin cho Dương Tư. Rồi lấy gì cho Dương Tư ngất đi cô Tư. Còn ngất luôn. Bởi vì Dương Tư thường cô Tư có nhiều đó. Đi có đồ ăn ngon là nhớ tới chồng. Cô đi đám là dư cô xin về. Thấy mọi người ăn ai cũng khen cho mình phải vô mình thử mới được. Quýnh trời. Quýnh thử qua vậy. Mấy nữa. Dạ, hai nè. Cũng chói à. Cuốn đã không chứ phải cuốn cuốn mới. Cuốn mà đợi đó cuốn cuốn mới chứ không biết. Thì này hơn tội phạm đó, nó chói vậy. Ngon quá rồi quên nữa. Để con cuốn rau không. Kẹp khóm gì mà dễ ăn lắm á. Hấp dẫn quá cô chú anh chị. Tao không mua là 1 ký thịt bò, 1 ký heo của cô Tư. Nhiều quá, heo quá. Nhiều quá. Cái còn ấy lại ha. Mình bầm chung với đó, thịt tấm miếng mềm. Mẹo. Cô Tư mướn bầm thịt bò không á, nó hơi cứng. Nó bị khô chứ không phải cứng. Ngon, nó không có độ béo. Cái này ăn hết cái bầm bánh mềm nhét cho mình. Ăn nhiều nhiều. Ngon thiệt. Cái bánh mềm mềm nó chua chua thôi, ăn thơm khốm. Cái hậu cái này nướng để sớm giờ luôn mà không có sợ bị cứng không? Nó ngon mềm. Cái này còn bán đắt lên vậy. Tao mua á. Em làm cho buổi chiều bà đi bán mì đi. Sáng thì vô giới chiều bán mì. Làm cái này. Nướng à, bò nướng thì nè mình đem vô bếp nướng chứ không dám nướng ở ngoài trước đâu cô chú anh chị. Sợ hàng xóm không bán vốn. Cái mùi bay dữ lắm luôn. Mùi thơm. Cay quá. Hôm nay ăn cái gì cũng cay hết chứ.
Dưới này. Vậy cô Tư cay dữ lắm rồi. Cái này cô Tư lên độ rồi lên đô với cao. Ba cay. Nhưng mà ăn kèm vô với mình hỏi có thấy có cay. Lấy chua chua ngon kìa bạn. Tôi thấy không có cay. Bốn người mà hết mâm này thấy em á. Bạn Nga bán đắt lắm á. Xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay hai chị em vào bếp chỗ Tài là có món bò nướng ló lốt á. Lâu lâu ăn thì thấy cũng ngon lắm luôn á. Cô Tư với lại ba mẹ cũng khen quá trời luôn nè. Thì giờ trời cũng tối rồi, Như cũng xin kết thúc video clip tại đây. Hẹn gặp cô chú anh chị lúc sau nha. Tạm biệt cô chú anh chị.